Chương trình này được bảo trợ bởi sự lựa chọn khôn khéo cho Medicare Advantage, Clever Care Health Plan. Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4,50 đồng. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Nguyễn Trường, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán thính giả của Lido Sài Gòn TV. Hôm nay là thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Chúng tôi có ở trên YouTube Lido Sài Gòn TV Official. Chúng tôi có ở trên Internet LidoSaigonTV.com. Trên TV bình thường ở miền Nam California là 14.2 và 56.10. Cũng như là có ở trên Facebook. Xin chào tất cả mọi người ở mọi phương tiện khác nhau đang coi Cà phê sáng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 20 tháng 10. Quý vị nào mà có xài Facebook á, thì sẽ thấy ở trên đó đầy những cái lời chúc mừng phụ nữ, gọi là ngày phụ nữ, ngày phụ nữ Việt Nam. Có một cái điều rất là lạ đó, mình sẽ thấy là ở các nước mà trước đây theo hệ thống xã hội chủ nghĩa đó, có nhiều ngày lắm, ngày đủ thứ các loại ngày hết á, và đến ngày đó thì người ta tổ chức cái này cái khác. Nhưng ở Mỹ á, nó không có nhiều cái ngày như vậy. Thật ra nó cũng có lắc nhắc chứ không phải là không, nhưng mà người ta không có làm rầm rộ lên, chỉ có là những ngày lễ lớn. Ví dụ như một năm quý vị biết rồi đó, ví dụ bắt đầu khởi đầu tháng Giêng là New Year, rồi sau đó đến ngày Valentine, rồi lễ mẹ, lễ cha, lễ chiến sĩ trận vong, rồi sắp tới đây ví dụ như Halloween, rồi đến Thanksgiving, Christmas. Nó chỉ có một số những cái ngày như vậy, chứ nó không có nhiều những cái ngày để mà người ta có cái cơ hội để tặng quà cá hoa hòe cho nhau. Ngọc đó. Lan mà đi làm trong những hãng xưởng của Mỹ đó, thì nó có những cái ngày lách nhách nữa. Yeah, thí dụ như là thí dụ như là nó không nằm trong hệ thống ngày lễ lớn. Thí dụ như là ngày Secretary Day là ngày của các thư ký nè, thì các người đi làm cũng có mang bông vào cho, hay là ngày Boss Day, ngày của các supervisor rồi này kia đó, rồi cũng mang bông, mang bánh rồi vô anh này kia. Những cái ngày đó thì nó ngày nó không có nằm trong cái ngày lễ lớn. Đúng rồi, nhưng mà nó không có, mình sẽ không thấy nó có ầm ĩ giống như là những cái ngày ở bên nhiều cái quốc gia vẫn theo cái xã hội chủ nghĩa. Ngày có nhiều phụ lắm. Nữ, ngày quốc tế phụ nữ hả, hay là ngày phụ nữ Việt Nam? Cái không, nó có ngày quốc phụ tế không? Nữ Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam thôi hả? Chứ phải ngày quốc tế phụ nữ là ngày 8 tháng 3. À, ngày 8 tháng 3, dạ, còn nhiều, ngày Việt Nam thì là ngày lắm. Ngày 20 tháng 10. Còn ngày cho các thầy cô giáo là ngày mấy quên rồi. 20 tháng 11. 20 tháng 11. Ở Mỹ cũng có ngày thầy cô đó, nhưng mà không phải cô. Ngày 20 tháng 11, ngày nào Ngọc Lan quên rồi, học đi học ở đây quên. Thưa quý vị, một tin mà có thể là gây sự chú ý của nhiều người, đó là bây giờ đó, quý vị nào đã biết là trong thời gian nhiều thập niên qua, những người mà người ta có cái nhu cầu phải ghép nội tạng đó, thay thế nội tạng đó, thì họ cái sự mà chờ đợi những người cho cái những cái cơ phận ở trong cơ thể mình, rồi cái thích ứng hay không nó nhiều lắm. Và nó một năm người ta thống kê cái số lượng người mà chết vì chờ đợi đó, nó nhiều vô cùng. Nhưng mà bây giờ các nhà khoa học á, họ đang từng bước họ tiến đến việc là dùng những cái cơ phận, cái nội tạng của con heo đó để mà ghép vào cho con người. Cái chuyện này người ta thật ra bây giờ mình nghe chỗ lấy tim heo hay là thận heo, gan heo ghép vào cho con người, nghe nó rất là tự dưng nghe nó ghê. Nhưng mà thật sự cái này họ nghiên cứu nhiều chục năm rồi, và bây giờ họ đang có những cái bước thành công đầu tiên. Đó là họ dùng thận của con heo đó
để ghép vào trong một cơ thể người. Nhưng mà dĩ nhiên ở đây đang trong cái giai đoạn mà thử nghiệm, thì người ở đây không phải là một người còn đang sống, mà họ dùng những người vừa qua đời, mà những người đó họ cũng đã ký tặng cái chuyện là hiến xác cho khoa học đó, có thể là hiến nội tạng, nhưng mà có nhiều người thì những cái nội tạng trong người họ nó cũng không có đủ cái yêu cầu để cho cái người khác, thì bây giờ người ta dùng những cái cơ thể đó, những cái xác người đó để mà người ta tiến hành những cái nghiên cứu khoa học. Thì bây giờ người ta dùng trước, người ta nói khoảng mấy chục năm trước đây rồi, thời đầu đó, từ thế kỷ 17 là con người đã nghĩ đến chuyện là dùng những cái nội tạng của động vật để mà ghép vào cho con người. Thì đầu tiên người ta dùng con khỉ đó, người ta dùng con khỉ, một người ta gọi là khỉ đầu chó, đúng rồi. Lúc đó người ta dùng cái quả tim của nó để ghép vào cho một cái đứa bé mới sinh, thì duy trì cái sự sống của nó được 21 ngày. Nhưng mà sau đó thì những người mà bảo vệ động vật đó, họ lên tiếng, họ chỉ trích quá là nặng nề. Họ nói không chấp nhận cái chuyện lấy cái con khỉ để mà ghép vào cho con người. Những con khỉ đó người ta gọi nó là linh trưởng đó, nó rất là gần với quá trình tiến hóa của con người. Thì với cái sự mà phản ứng của nhiều người như thế, thì bây giờ người ta nghĩ ra là dùng con heo, là bởi vì á, họ lập luận, các nhà khoa học lập luận rằng con heo á, họ người ta cũng dùng để ăn thịt, đúng không? Người ta vẫn giết nó hàng ngày để ăn thịt. Thì bây giờ cái chuyện mà dùng nội tạng của nó để mà cấy ghép cho con người đó vẫn là một cái điều chấp nhận được và ít bị chỉ trích hơn là dùng những cái con mà người ta nuôi ít ăn thịt. Thì bây giờ mấy mươi năm trước, khi mà người ta dùng cái thận của con heo để người ta ghép cho con người á, thì họ gặp một cái phản ứng, đó nghĩa là ở trong cái thận đó nó tiết ra một cái lượng đường, và khi mà ghép vào con người á, thì nó làm nên liền một cái sự đào thải, có nghĩa là cái cơ thể con người không thích ứng với cái loại đường đó ở trong cái thận của con heo. Thế là họ lại phải nuôi một cái bầy heo, và họ nghiên cứu rằng cái đường đó nó tiết ra từ một cái loại gen nào đó. Thì bây giờ họ lấy cái gen đó ra khỏi con heo, rồi họ nuôi đặc biệt. Mình xem phim, những cái phim Mỹ mà phim khoa học mà có những cái nghiên cứu bí mật á, người thường không có biết á, thì đây những cái loại này nó là như vậy. Xong bây giờ họ thấy rằng là cái điều đó là ok, lấy được cái thận đó và đang ghép vô trong người này, trong cái cơ thể này á, 2 ngày rồi. Có nghĩa là cái người này chết não được rồi, nhưng mà những cái bộ phận trong đó vẫn còn hoạt động, thì họ thấy nó không có bị cái chuyện mà đào thải như vậy. Thì họ đang từ từ, và họ hy vọng rằng là trong tương lai đó, nếu như những cái nghiên cứu này thành công, thì đến một lúc nào đó thì người ta, những cái người mà có thận, gan, tim, vân vân, tất cả những cái cơ phận hư mà họ chờ cái sự mà ghép đó, họ sẽ được cứu sống chứ không phải là tuyệt vọng như thế. Vâng, bây giờ qua tới một bạn tin khác. Quý vị có muốn có free một cái iPad hay không? Chuẩn bị nha quý vị, chuẩn bị giấy viết. Chúng tôi sẽ cho quý vị số điện thoại để có thể xin được một cái máy iPad miễn phí. Đây là chương trình lấy ra từ cái quỹ gọi có tên là American Rescue Plan, giúp cho những quý vị cao niên trên 60 tuổi mà income là phải dưới 75.000, sống một mình hoặc là độc thân đó. Rồi làm sao mà xin được cái máy iPad? Tại vì với cái phương tiện hiện tại thì người ta có thể liên lạc với con cháu với lại người quen được, tránh khi mà ở nhà một mình rồi nhàm chán đó, suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Thì cái chương trình American Rescue Plan này đã trích ra một cái số quỹ để mà dành giúp cho được free một cái iPad cho các vị quý vị cao niên trên 60 tuổi nha. Cái điều kiện đó là income dưới 75.000, sống một mình và cần có một cái máy iPad, nhưng mà quan trọng nhất là phải sống ở ngay tại quận Cam ở California này, sống ở đây đó, chứ trên Los thì không được, hay là những cái vùng khác thì chúng tôi không biết là có chương trình đó hay không, nhưng mà đây là chương trình đang nói về ở tại ngay Orange County, quận Cam này. Và số điện thoại nào để quý vị có thể gọi được để xin cái iPad, số lượng có giới hạn, cho nên quý vị làm càng nhanh càng tốt. Chúng tôi sẽ đọc số điện thoại để quý vị chuẩn bị ngay sau phần thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng ngày hôm nay.